Nghe tới đây được rồi ha mọi người ha, được Lãnh không? đạo đơn Được vị chưa? tiếp tục làm Hay tốt là công muốn nghe tác hết? để có cơ sở để xử Không lý kỷ luật anh Hưng. có sao đâu, che đi Nguyễn. Và bà Linh cũng là một trong những cái trường hợp như vậy các bạn ạ. Bà Rồi, Linh ok. cũng Để chúng ta đi vào công việc. lãnh đạo đơn vị. Thì thưa quan, Trang tiếng nói người Việt yêu nước Việt xin chào lại tất cả mọi người nha. Là cái anh Lê Chí Thành gì đó có đề cập vào cái câu chuyện là nhân cái hưởng ứng cái lời kêu gọi chống tham nhũng của bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đúng không ạ? Thì vấn đề đó thì đối với thơ quan tin và mọi người ở đây cũng là chắc chắn một điều rằng một đa số tất cả các người dân Việt Nam chúng ta cũng rất đều ủng hộ về cái công cuộc đốt lò của bác Trọng, đúng không ạ? Cái vấn đề đó chúng ta không cần bàn cãi nữa, và cái vấn đề đó thì thơ quan xin để qua một bên. Và vấn đề tiếp theo thì trong nội dung clip á, cái anh Lê Chí Thành anh có kêu gọi trên mạng và anh tung lên đó, thì theo thơ quan là với tính chất là toàn cầu, bởi vì vấn đề đó là cái livestream mà, đúng không ạ? Thì là kêu gọi là tất cả mọi người ủng hộ anh Lê Chí Thành vào cái công cuộc đi chống tham nhũng gì đó mà của anh Thành đã kêu lên á, đúng không? Thì theo thơ quan thì thế này nè mọi người, thì thơ quan giống như thơ quan nói mọi người, tất cả là chúng ta đều 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 ủng hộ và nhất trí vào cái việc mà ủng hộ cái lời kêu gọi của bác Trọng là vấn đề là mình đi mình tham gia chống tiêu cực và tham nhũng. Thì ở đây thì không biết thì anh Thành có nghe được cái like này không, thì trước tiên về thơ quan thì cũng xin có vài vấn đề muốn nói với anh Thành thế này. Thưa anh Thành, theo anh á thì trong cái nội dung clip á, anh có đề cập tới những vấn đề là những tiêu cực trong xã hội đã làm cho chúng ta đi vào những bế tắc, đúng không? Vậy theo anh những cái bế tắc này nó cụ thể là như thế nào, và nó đã ảnh hưởng trực tiếp tới ai, đúng không? Với lại một cái điều nữa, tôi xin hỏi anh Lê Chí Thành là thế này, chúng ta ở đây là bao gồm những ai, đúng không ạ? Bao gồm những ai? Bởi vì ở trên clip ấy, thì tôi thấy là chỉ có anh với một cái anh khách mời, và trong câu chuyện anh có đề cập tới cái anh nào đó tên Hưng gì đó là sẽ cũng là một chiến sĩ công an nhân dân gì đó, thì cho nên là cũng rất cần anh làm rõ ở cái điều này đó. Cái thứ nhất là chúng ta ở đây là bao gồm những ai, đúng không ạ? Cho nên chúng ta phải rõ ràng ở cái điều này nha anh Thành nha. Và anh đã nói thì tôi xin hỏi anh đó, những cái tiêu cực anh nêu đó, thì nó cụ thể đó là những tiêu cực đó là cái tiêu cực gì mà đã khiến anh phải dùng cái từ là chúng ta đi vào bế tắc, đúng không ạ? Bởi vì cá nhân tôi và rất nhiều người dân khác ở trên đất nước Việt Nam này cảm thấy chúng tôi vẫn sinh hoạt bình thường, và cái tư tưởng của chúng tôi nó vẫn là thoải mái, chưa có vấn đề, không thấy vấn đề gì cả, đúng không? Thì cho nên là cái quá câu đó thì cũng cần làm rõ. Và cái một cái kiểu cái quan trọng nữa thì anh có thể chứng minh là những cái người ở trong cán bộ chiến sĩ trong trại giam đó hoặc là những phạm nhân đó thì họ có một cái tôi tạm gọi là những người có tư cách gì về theo cái vấn đề là có quyền lợi và trách nhiệm liên quan về vấn đề mà anh nêu ra, anh bảo là anh đi đấu tranh tiêu cực gì đó không ạ? Đúng không ạ? Đó thì cũng mong anh cũng làm thêm một cái việc đó nữa nha anh Thành ha. Và có một cái nữa, có một cái câu anh về sau anh có nói đó, nếu chúng ta không lên tiếng thì bản thân chúng ta và con cháu chúng ta sau này sẽ có kết quả không tốt, đừng nên thờ ơ. Mong anh rất làm rõ là chúng ta ở đây là bao gồm những ai nhanh Thành nha. Nên rõ ra, thí dụ như anh là gồm những ai, anh Hưng và cái cậu khách mời, hay là còn nhiều người nữa, hay là đơn thuần tất cả các cán bộ chiến sĩ và phạm nhân ở trại giam Thủ Đức, hay còn được hiểu là trại giam Jack 30D đó.
À, cái vấn đề đó chống tham nhũng thì chắc chắn là toàn bộ người dân Việt Nam đều ủng hộ rồi, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây á là vấn đề là chúng ta ủng hộ và chúng ta tham gia chống tham nhũng như thế nào cho nó đúng. Đúng ở đây là gì? Thứ nhất, rõ ràng là đúng pháp luật. Đúng không? Thứ hai là gì? Đúng đối tượng. Đúng không? Và thứ ba đúng là gì? Là chúng ta phải đúng với tính chất. Và ở đây thì thực quan cũng xin đọc một cái comment của một bạn khách mời nói về anh Lê Chí Thành này. Lê Chí Thành là sinh năm 1983, trước từng là một chiến sĩ công an công tác tại trại giam Thủ Đức với cấp hàm đại úy. Năm 2020 anh ta đã bị tước danh hiệu công an nhân dân vì đã vi phạm nghiêm trọng vào điều lệ ngành. Hiện nay anh ta thường xuất hiện trên mạng xã hội lợi dụng việc giám sát và tố cáo tham nhũng gây sự chú ý của cộng đồng với kiểu quy chụp có cơ sở pháp lý, luôn sử dụng cụm từ giặc nội sâm hoặc nhóm lợi ích nhưng không chỉ ra được cụ thể. Theo quan điểm cá nhân tôi, đây là một hành động lợi dụng chủ trương chống tham nhũng, lợi dụng việc giám sát của công dân đối với cơ quan chức năng để công kích chính quyền và hệ thống tư pháp của Việt Nam. Và cái câu này thì thưa quan xin cảm ơn là bạn Hoàng Nguyên đã chia sẻ về cái suy nghĩ của bạn Hoàng Nguyên. Thì đó, thì thưa quan cũng rất mong tất cả mọi người mình tức là mình nắm được cái gì thì mình cùng lên đi chia sẻ ra đó. Và sau này nữa thì mỗi người một cái ánh nhìn. Và đặc biệt nữa là nếu sau này mà anh Lê Chí Thành có nghe được thì anh Thành cũng 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 rõ ràng ra ở đây đặc biệt đó. Trong vấn đề trong cái vấn đề của câu comment của bạn Hoàng Nguyên với tôi cũng có một vài điểm tương đồng, tức là cũng rất mong anh Thành là lên rõ ràng ra cụ thể ra. Có ai có cái nhìn nhận gì thì chúng ta cứ lên xin lời bên Việt chưa. Chẳng phải gùm ấy. Chào em. Anh em mình diễn đàn lại lại là nổ phát pháo đầu tiên thì mới ăn cơm trong thôi, xin phép anh em không tiếp tục tục mà nói chuyện. Cái vụ Lê Chí Thành này thì tôi cũng muốn nói với anh em bữa giờ, nhưng mà nói chung là các cái chủ đề khác cái thành ra mình cũng không có tiện lắm. Thì sẵn hôm nay thì anh em cũng là mở cái diễn đàn về cái nội dung chống tham nhũng, trong đó là có cái nổi cộm là cái tay Lê Chí Thành này là hiện nay là đang là hô hào kêu gào đồ ghê gớm. Thì tôi cũng nghe cái thông tin là Lê Chí Thành là anh 51 cái biên bản về vi phạm là về cái lỗi là bỏ rác mà và một cái cảnh cáo, sau đó là mới tước danh hiệu công an nhân dân. Thì như vậy á, thì như anh em mình nghĩ đi, từ khi hắn nhập ngũ cho đến mà lên tới đại úy, tính tổng đi, coi như là tổng đi, mà 51 cái lỗi vi phạm như vậy, mà trong khi công việc á, là ở trại giam giam giữ phạm nhân, cái nhà gia cái trại Z30D thì nó rất là lớn, nhiều cái thành phần ở trong đó, Đúng rồi. mà giờ anh Thành anh nhận có nhiệm vụ gác mà anh bỏ gác, thế thì không còn gì để nói nữa. Thì đó là cái thứ nhất, là mình đánh giá về cái phẩm chất đạo đức của Lê Chí Thành đấy. Thì trong cái quá trình làm việc có cấp trên ép anh hay cấp dưới ép anh như thế nào tôi không biết, nhưng mà riêng bản thân anh đã không làm được rồi thì anh không có thể nào mà nói được cái gì về cái da mở miệng của Lê Chí Thành. Tất cả đầu các cái like là trước khi mà gào rú là chỉ có hưởng ứng lời kêu gọi của bác tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ha, nhưng mà cái câu từ đó nó để mị người khác, đối với những người không hiểu biết thôi, chứ còn người hiểu biết người ta làm lại vấn đề, tất cả những cái lời nói của nó hoàn toàn mâu thuẫn đấy. Đầu tiên là về cái bản thân của nó, là cái nguồn gốc là người chính trị công an mà chấp hành không nghiêm, không có chấp hành nghiêm về cái quy định về cái chấp hành kỷ luật của ngành công an và cái quy định của đơn vị đó, vi phạm nhiều lần triền miên. Nếu mà 51 lần thì tôi cho chúng ta là nhiều năm liên tục, chứ chứ không Đúng phải rồi. là
trong vòng mấy tháng mà 51 cái lỗi như vậy đâu. Và đơn vị chứng tỏ là cũng đã nói là nếu mà đúng ra là làm sai là không có kịp thời báo cáo lên cấp trên đó, mà cái đơn vị của anh Thành là còn ém cho anh Thành nữa đó, tức là và tạo cơ hội và giáo dục rèn luyện anh Thành từ năm này tới năm khác mà vẫn lên tới quân Thành, tới đại úy luôn, là biết là họ tạo cơ hội tới mức như thế nào rồi, còn hơn cả người con gia đình đó. Nhiều khi con cái hư hỏng cha mẹ còn đánh luôn, chứ còn này mà chỉ có là xử lý bằng văn bản và nhắc nhở giáo dục anh Thành như vậy, trong khi tới khi mà không có ai được nữa rồi á, thì họ phải là đề nghị để tước danh hiệu của anh. Mà khi anh bị tước danh hiệu xong là anh quay ra là anh là nói chung là chửi thậm tệ như những cái thủ trưởng cũ của anh ở trong đó là như vậy. Mà trong khi anh không có nghĩ lại là trong quá trình bao nhiêu năm mình công tác ở đó, họ tạo cho mình bao nhiêu cơ hội và họ khuyên bảo mình như thế nào, thì tất cả đó anh bỏ ngoài tai hết. Và qua các cái like á, thì anh tỏ ra mình rất là người có trình độ năng lực và bị trù dập, nạn nhân của sự trù dập và trình độ năng lực cao đó. Mà tôi thấy á, thì nghe nói là anh học trung cấp lên chứ cũng không phải là học đại học an ninh cảnh sát ra, mà tỏ ra là mình có năng lực, có trình độ, nhưng mà vì thẳng tính cho nên là bị cấp trên trù dập mới nên ra như vậy. Cấp trên trù dập cỡ nào mà anh 51 lần bỏ gác, anh giữ phạm nhân anh bỏ 51 lần thì năng lực của anh ở đâu, là anh có làm việc đó như vậy. Tới khi kêu gào và liên kết với Nguyễn Đức Hưng, mà Nguyễn Đức Hưng ở trong cái thời gian mấy gần đây là cũng live stream liên tục mà mặc đồ trung tá không luôn, mặc đồ công an không luôn, mà không biết sao anh mạng vẫn cứ để cho như vậy. Tức là anh có thể là muốn kêu gào cái chuyện đó là cái chuyện của anh, nhưng mà khi anh không được mặc cái bộ quân phục lên đó lên để anh nói. Đúng rồi, đúng rồi, anh có nghe về cái quy định này, không riêng gì ngành công an, kể ngành quân đội cũng vậy. Nếu mà anh có là chiến sĩ công an nhân dân hoặc là chiến sĩ quân đội nhân dân gì đó thì anh làm gì làm, và riêng cái việc livestream hoặc lên mạng là các anh không được mặc quân phục, không được mặc sắc phục để tham gia trên cái cộng đồng mạng. Anh có nghe qua cái quy định này. Anh xin mời tiếp chưa. Rồi. Còn qua các cái clip hắn đi gọi là chống tiêu cực, chống tham nhũng á, là đi quay các cái chiến sĩ cảnh sát giao thông làm việc ở ngoài đường á, nói chuyện là rất là bố láo. Hắn đòi người ta lịch sử của hắn nhưng mà hắn nói chuyện lại rất bố láo với người ta giới tôi là đội A, đội B, nó nói mình biết anh là cái đội gì hết á. Người ta giới thiệu cho mình biết là người ta công tác ở đâu, đơn vị nào và thực hiện cái nhiệm vụ gì, không nghe. Thế là không cần biết anh là ai hết, rồi cứ theo ý mình đòi hỏi như thế này, đòi hỏi như thế kia. Cái một chặp nó hồi cái nói đuối lý quá rồi, cái quay lại rồi, ủa hỏi anh là ai à? Đó, nó rất là mâu thuẫn, mà nhiều cái clip nó như vậy đó. Từ đầu là người ta giới thiệu rồi, nó gạt phăng đi, nó không có chấp nhận. Rồi cái lúc sau mà nói chuyện đã rồi, nó đuối rồi, cái hồi nó quay lại, nó hỏi người ta là ai. Bợ, gọi là bợ đúng không? Gọi là bợ đúng không? Chị qua chơi là bợ hả? À bợ thì thôi hết nói nổi luôn. Mà nó rất là nó muốn á, là tìm cách gây sự. Một á, là về cái tâm lý là gây cho người cái cán bộ là đang công tác ở đó là bức xúc. Đấy, gây bức xúc để là khi mà lỡ mà như thế nào đó thì ối dồi ôi, công an đánh dân rồi ha. Các kiểu. Đấy. Và hắn á, người ta nói như thế nào á, thì hắn kêu là chụp mũ. Nhưng mà ví dụ người dân thường kia mặc đồ bình thường, người cũng có những là người mà bị công an thổi lại kiểm tra đó thì lại đổ ra là tiếp tục xì sữa. Đấy. Rồi cứ léo lên tay ta, hồi ta bực lên ta chửi cái là kêu là tiếp xì sữa. Mà hỏi tại sao chửi nó mà công an không can thiệp. Can thiệp nào? Cái chuyện cá nhân của anh với anh kia, tự nhiên anh không đi gây sự ta, anh không có léo nhéo bên tai ta, ta đâu có bực, ta đâu có chửi. Đúng mà, rồi. Mà cái chuyện giờ mà công an tự nhiên lại cấm Lê Chí Thành nói thì lại bảo vi phạm tự do ngôn luận đúng không? Rồi tự do các kiểu. Thì giờ anh mâu thuẫn với người ta, người ta có chửi anh vài câu không, lẽ tôi cấm cái anh kia anh nói, là anh lại bảo tôi là không có dân chủ đúng không?
Đúng nó rồi. chuyên môn là anh và lên comment ở trên các cái diễn đàn của nó ha, là tôi chỉ ghi có mấy câu là chí phèo thời đại 4.0 À. mà cái file kia là giờ đang khóa tới ngày 6 tháng 4 là do bên đó nó debot cho đi ra đảo luôn thắng À. lợi. Thì theo Trương đó Trương, à, tại vì à, cái lúc đầu anh cũng đồng ý với Trương, tức là cái anh Lê Chí Thành này nè thì luôn dùng cái câu là hưởng ứng lời kêu gọi chống tham nhũng của bác Nguyễn Phú Trọng. Thì à, theo giống như Trương nói là cái mục đích đầu tiên là mị dân rồi đúng không ạ? À, và cái thứ hai á thì theo góc nhìn của cá nhân anh nha, thì cái vấn đề này thì nếu mà anh đã sử dụng cái câu đó nhiều quá thì đối với anh thì lại là vấn đề là giống như là đưa ra một Bị phòng cái khiên đỡ trước vậy á. À, cái chiêu bài đó để làm một cái khiên đỡ, giống như để nhân danh vào cái câu chuyện đó để cho những người khác người ta không dám đụng vào đó. Thì cái vấn đề này theo theo Chương có đúng là như vậy, theo nhìn nhận của Chương đúng như vậy hay không? Tại vì giống như ngay lúc đầu anh cũng nói là chúng ta cần làm rõ với anh Lê Chí Thành về việc này thì chúng ta mới 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 dám ủng hộ anh Lê Chí Thành được chứ, đúng không ạ? Bởi vì nếu mà chúng ta mà ủng hộ sai là vô tình chúng ta đi vào cái con đường chúng ta cũng tầm bậy theo đó. Thì theo theo Chương thì vấn đề này có đúng như thế không? đúng rồi, nó có hai mục đích đó. Một đó là nó mị danh là dễ lôi cuốn người ta đó, cái thứ hai nữa là nó tạo ra cái bức bình phong nó che chắn cho bản thân nó, tức là khi mà đụng tới nó là nó nói à, tôi đi đấu tranh cho chống tham nhũng chống tiêu cực là theo cái lời của bác Trọng chứ tôi đâu có làm gì đâu, tôi đâu có làm gì đâu. Tôi đi đấu tranh mà giờ tôi đang đi đấu tranh đi giám sát đó là Đúng tạo rồi cái bình phong để che che chở che chắn cho nó là đó. nó như vậy. Nhưng mà theo Trương á, cái bình phong như thế thì nó có đúng theo pháp luật hay không, hay là nó sai, nó không đúng với pháp luật quy định? Cái bình phong đó là không có, nếu mà nó là đúng hoặc là sai á, thì nó không sai, nó có quyền sử dụng, nhưng mà quan trọng á nó sử dụng vào mục đích gì. Nếu thật sự mà đi nó chống tham nhũng với cái thái độ là xây dựng, tức là trong cái quá trình làm việc đó với Nghiêm người ta, túc đúng người không? ta đúng người ta sai gì á, thì cái anh cách nói chuyện cũng phải hòa nhã, có trước có sau, phân tích cho như thế này như thế kia và với cái giọng điệu là phải là trầm ổn, tức là thể hiện là như hai người bạn với nhau để mà trao đổi, chứ không phải là cứ cứ dùng cái miệng mà Áp đặt. muốn nói theo cái gì nói. Cứ áp đặt Anh đúng không? đúng rồi, áp đặt, tại mở miệng ra anh đòi người ta chấp hành theo pháp luật, nhưng mà bản thân của anh coi pháp luật là Không ra chấp cái hành. gì hết đó, mà anh lại cứ cứ như vậy, rồi cứ anh cứ hỏi người ta biết biết luật không, mà trong khi anh cứ vi phạm luật như thế, nó vi phạm rất là nhiều, nhưng mà đó chẳng qua là những cái lỗi nhỏ chưa đến lúc là phải xử lý nó thôi, chứ còn lại mà rõ ràng nói chung là tất cả bằng chứng là tôi nghĩ là bên công an họ đều có hết, họ đều quay hết lại, mà Lê Chí Thành quay người ta quay lại Lê Chí Thành, mà Lê Chí Thành có nhiều cái hành động là không không có thể chấp nhận được, nó là như vậy. Cho nhưng mà cái dùng cho dù có bức bình phong cái gì đi chăng nữa thì với cái ý đồ đen tối của Lê Chí Thành thì tôi nói là đường nào cũng phải tốt thôi, chứ không có đường nào mà gọi là an toàn, mà cứ thế mà suốt ngày truyền bá mà gây mất an ninh trật tự này kia, là gây ảnh hưởng tới cái công việc của người khác, người ta đang thi hành nhiệm vụ mà gây cản trở rồi các kiểu này kia, tạo cái dư luận xấu trong xã hội là không có thể tồn tại được lâu, bởi vì cái Đúng thái rồi. độ nó cực kỳ hành học chứ không phải là thái độ xây dựng, nó hoàn toàn khác nhau anh đó. Cái việc đấu tranh và cái việc ăn vạ nó hoàn toàn khác nhau. Người Có một có câu suy này nè nghĩ chưa? Có một câu này nè chưa? Của cũng là của bạn Hoàng Nguyên. Pháp luật không cấm và luôn khuyến khích công dân tham gia tố giác việc tham nhũng tiêu cực. Để thực hiện việc chống tiêu cực, Quốc hội đã ban hành luật phòng chống tham nhũng, và bên cạnh đó đã có các cơ quan chuyên trách đấu tranh trực tiếp với vấn đề tham nhũng. Riêng đối với đảng đã có riêng một ủy ban chỉ đạo quyết liệt về vấn đề này. Thực tế
Trong những năm qua, các cơ quan chuyên môn đã điều tra, kết luận và đưa ra xét xử với chủ trương không có vùng cấm. Được đại đa số nhân dân tin tưởng và ủng hộ công cuộc phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên, lợi dụng chủ trương này, Lê Chí Thành đã liên tục khiếu kiện, thiếu cơ sở pháp lý, không đúng với chủ trương chống tham nhũng. Nhìn nhận, Lê Chí Thành đã là một người bị tước danh hiệu công an nhân dân, khai trừ đảng. Và những diễn biến của Lê Chí Thành trong thời gian qua, chúng ta có thể thấy rõ bản chất và mục đích của Lê Chí Thành là nhằm xuyên tạc lời kêu gọi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, công kích lực lượng công an, công kích các cơ quan chức năng, luôn nói thượng tôn pháp luật nhưng lại biểu hiện cụ thể không tôn trọng pháp luật. Đó, như cái trường hợp mà Trương vừa nêu, cản trở và gây khó khăn cho người thực thi công vụ. Chính vì vậy, cần lên án hành động xấu của một người thoái hóa biến chất này. Đây là một câu của một khách mời ở dưới nha. Xin cảm ơn bạn nha. Vậy cái câu đó thì Việt Trương thấy thế nào? Cái đó về cái vé trước á, là về đảng và nhà nước chính phủ á, là ban hành các cái luật phòng chống tham nhũng á, là hoàn toàn hợp lệ và trước đây á, là đã có rồi chứ không phải là chưa có, nhưng mà nó không được chặt chẽ, không được rõ ràng như bây giờ đây. Thì cho nên là rất là khuyến khích mọi người dân là tố giác tội phạm, là nói chung là các loại đi, trong đó có tham ô tham nhũng này kia là đều có hết, và khuyến khích mọi người dân. Và như trước kia á, là thường á, là báo chí phanh phui ra vụ nào á thì cơ quan pháp luật mới nhảy vào làm việc, mới điều tra, mới là xử lý đấy. Cho nên là ở đây á, là đảng nhà nước á, là cũng đã quán triệt rồi, là bây giờ là không thể nào là hạn chế ở cái mức thấp nhất, tức là phải tự trong nội bộ đảng, là cái đảng, cái chi bộ đảng ở đó là phải phát hiện ra, phải tố giác ra, phải đấu tranh với cá nhân sai phạm đó, tức là phát hiện trước khi là báo chí với người dân phát hiện ấy, là Đúng mới vậy. mới mà để xử lý cho kịp thời, tức là cái biện pháp rất là mạnh chứ không phải rất mạnh tay, chứ không phải là nhỏ đấy. Nhưng mà chúng ta cũng biết á, là về những cái tiêu cực trong xã hội á, thì nó rất là khôn ngoan, nó rất rất có rất là nhiều mánh khóe. Thì do đó là quá trình mà tìm ra những cái cá nhân sai phạm gây ảnh hưởng xấu tới uy tín đảng nhà nước, họ làm hại tới nhân dân á, thì nó rất là khó khăn, nó rất là trường kỳ cả thế giới luôn, chứ không phải là nói Việt Nam mình, nó chẳng Đúng qua rồi. là nó như vậy, nó khôn khéo, nó lươn lẹo như vậy. Còn cái Lê Chí Thành á, thì về cái mục đích của anh cắt cái clip trước kìa, tức là mà hắn quay lại ở đơn vị cũ để lấy giấy tờ cái gì đó trước khi đi, là hắn live stream, hắn nói hôm nay tôi là Lê Chí Thành, tôi ở cái tinh thần của tôi là sáng suốt, là không có ý định từ đồ các kiểu đấy. Và Nguyễn Đức Hưng cũng 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 làm y như vậy luôn, cũng tôi trung tá Cũng Nguyễn một Đức bài Hưng đó à. tháng năm rồi ha, tinh thần thoải mái, không có ý định tự tử, xong rồi tôi tới giờ, bây giờ tôi tới cơ quan này cơ quan kia rồi, xong rồi tôi về đón con tôi này kia nọ, nhưng mà hoàn toàn là không có tự tử. Cái mục đích đó là mục đích về cái lời nói, nó không có chỉ vào, nhưng mà mình hiểu rõ ràng là nó muốn chụp mũ, tức là muốn gây cho cái tâm lý của cái người nghe, là cái cơ quan nhà nước, ở đây là cụ thể là công an đi, là sẽ thủ tiêu những cái đối tượng đó Vấn đề nó đấy. nghiêm trọng lên đúng không? Tức là nghiêm trọng hóa vấn đề lên đúng không? Thì đó, nó một đó là nghiêm trọng hóa vấn đề, cái thứ hai nữa là muốn cho nhân dân thấy là cái ngành công an là nó như vậy đấy. Cái này là một cái tội gọi là tội vu khống, nhưng mà trong khi cái lời nói của nó thì nó mình không có bắt được nó, nhưng mà về cái ý nghĩa của cái lời những cái lời nói đó thì là nó như thế, nó rất là tâm hiểm chứ không phải là bình thường đấy. Nó rất là khôn ngoan, nhưng mà nó vu khống ra, nó tạo, nó nói cái không có đấy, Đúng nhưng rồi. mà cái không có ở đó, cái không có đó là nó nằm ở thì tương lai, hiểu không? Đó, không không sai gì hết, nhưng mà khi người nghe, mà những cái người mà đặc biệt là theo đuôi của nó
là truyền bá, nói ờ anh Ngọc đi vô gặp về đơn vị cũ mà ông phải nói vậy là hiểu rồi cái gì, ví dụ vậy đó. Đại khái vậy, tạo cái tâm lý không có tốt, nghe nhìn nhận không tốt đối với ngành công an. Đó là nó nhiều, có nhiều cái của ông Lê Chí Thành nó rất là hiểm, nó hiểm độc chứ không phải là thường thường như vậy đâu. Nó nếu mà thể hiện cụ thể trong các cái tình huống quay clip á, là nó rất là cù lần, nhưng mà có một số cái thì rất là hay, và đặc biệt á, là biết nó có như thế nào, nhưng mà nói tóm lại là các clip của Nguyễn Đức Hưng, Lê Chí Thành là đều chia sẻ trực tiếp qua bên chỗ bên trang của ông Tân Thái đồ này kia đó, qua hết bên đó. Mà cái giá trị lợi dụng của Nguyễn Đức Hưng với Lê Chí Thành thì nó cũng tương đối khá, là cái đánh phá vào cái ngành công an là hơi nặng ấy, chứ cũng không phải là vừa. Và những năm gần đây thì cũng có rất là nhiều thành phần đánh vào cái ngành công an, đánh vào ngành công an rất là mạnh. Quân đội thì nó đỡ hơn, nó không đụng chạm mấy, mà ngành công an đặc biệt là giao thông và giải tỏa đất này kia là những cái người giữ an ninh trật tự đó, đánh mạnh vào hai lực lượng đó. Mà cháu con Bích Thủy nè, rồi Thành, rồi cái thằng gì ở ngoài Bắc đó mà BOT, cái thằng đó, mấy thằng đó đó. Ok. Rồi thôi tâm sự vậy thôi, nói tới nói lui cái hồi nữa cũng quên hết rồi, cũng không. Ok, thì lát nữa nhớ lên lại không sao cả, đúng không? Anh em mình còn thời gian à. Cảm ơn Bùi Chương rất là nhiều nha. Cũng đưa ra một cái góc nhìn đó, nó rất là sát. Rồi cảm ơn Bùi Chương.